Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Từ bi có thể giải độc, tăng cường sức miễn dịch. 1. Hiện nay dịch bệnh đang lan ra, chúng ta đối mặt với sự thật này, phải làm sao đây? Phật Bồ Tát dạy chúng ta, đầu tiên phải định tâm lại, không nên hốt hoảng, không nên sợ hãi. 2. Nếu như dịch bệnh thật sự truyền khắp khu vực này, thì việc tốt nhất là không ra khỏi cửa, ở trong nhà mà tu tâm thanh tịnh, đây là việc rất quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh, tâm thanh tịnh có thể miễn dịch, sẽ không bị truyền nhiễm. 3. Nghe giảng kinh, đọc kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, đó là chỉ tận gốc. Vì sao vậy? Bởi trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chỉ cần trong tâm chúng ta là thanh tịnh, là thiện lương, thì dù cho bị nhiễm những virus đó, cũng không có vấn đề gì, tự nhiên sẽ khỏi thôi. 4. Thanh tịnh và từ bi sẽ chuyển virus chuyển thành tế bào tốt, đó là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên quý vị không nên có sợ hãi, nếu quý vị có sợ hãi, thì quý vị sẽ bị bệnh hù dọa chết. 5. Bình thường là phải dưỡng tâm thanh tịnh, dưỡng tâm từ bi, đó chính là tăng cường khả năng miễn dịch của chính mình, mà người hiện nay nói. 6. Chúng ta niệm kinh làm những hoạt động siêu độ, những pháp hội tiêu tai, đó là chỉ phần ngọn, không phải chỉ tận gốc. Có hiệu quả hay không? Có hiệu quả, có thể giảm tai nạn này đi một chút, có thể đẩy lùi tai nạn này về sau một chút, chứ không thể dập tắt được. 7. Làm thế nào chỉ cả tận gốc lẫn ngọn? Chỉ tận gốc là phải chân chánh tu hành, phải thật tinh tấn, đó là chỉ gốc. Tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta từ bi vĩnh hằng không mất, phải khiến ngày ngày tăng trưởng, năm năm tăng trưởng, nguyện của chính mình, bản nguyện thanh tịnh, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, niệm niệm đều vì người khác, không vì chính mình, phải vĩnh viễn kiên trì, đó đều là chỉ tận gốc. 8. Dù thế gian này có tai nạn nhiều hơn nữa, thì quý vị sẽ không bị nhiễm. Tại sao vậy? Bởi quý vị không có tạo nghiệp đó, dịch bệnh cũng là oán nghiệp, quý vị không kết oán với chúng, thì chúng sẽ không tìm quý vị. Quý vị kết oán với những chúng sanh đó, thì chúng sẽ tìm đến quý vị, đó là cảm ứng đạo rao. Thọ mạng hết, bác sĩ cũng vô dụng, bác sĩ giỏi đến đâu, họ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Nếu bác sĩ giỏi, người này thọ mạng đến, Diêm Vương sai quỷ vô thường đến bắt họ, bác sĩ kéo dài thọ mạng cho họ, như vậy Diêm Vương không phải là kẻ ngốc ư? Không có chuyện đó. Ngạn ngữ có câu, Diêm Vương bảo người canh ba chết, không dám lưu lại đến canh năm, kéo dài thêm hai canh cũng không được. Đây nghĩa là thọ mạng và tật bệnh là hai vấn đề. Trong lúc bệnh, bác sĩ dùng sai thuốc, cũng có thể khiến quý vị mất mạng. Nếu quý vị còn thọ mạng, vẫn có thể cứu sống như thường. Thọ mạng đến thì hết cách, không thể cứu sống. Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Chúng ta ở thế gian này, việc cấp bách đầu tiên là niệm Phật. Thân thể tốt có ưu điểm, không bệnh mà chết. Khi chết không sanh bệnh. Bệnh này trong Phật Pháp nói có ba nhân duyên. Thứ nhất là bệnh về sinh lý. Bệnh này nhất định phải khám bác sĩ. Bác sĩ có thể chữa bệnh về sinh lý. Thứ hai là bệnh nghiệp trướng. Oán thân trái chủ tìm đến quý vị. Bệnh này bác sĩ không trị được. Đây là oan nghiệp, không phải bệnh sinh lý. Bệnh này phải giải. Oan thân trái chủ chấp nhận giải. Họ sẽ ra đi. Họ đi, bệnh quý vị lập tức lành. Loại thứ ba là bệnh túc nghiệp, là tội nghiệp tạo từ trong quá khứ đến nay. Bệnh này phiền phức nhất, không phải oán thân trai chủ, là do chính mình tạo nghiệp tích lũy mà thành, nhưng vẫn có thể cứu chữa. Thật sự sám hối, sám trừ nghiệp trướng bệnh sẽ lành. Tâm từ bi có thể giải độc, tăng cường sức miễn dịch. Chích khai thị về dịch bệnh Hòa Thượng Tịnh Không Nam Mô A Di Đà Phật.